Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game mới ra mắt anh em ạ, mang tên là Black Myth Wukong, hắc thần thoại ngộ không anh em nhé. Tựa game này thì vừa mới ra mắt, gọi là siêu phẩm trong năm nay đấy. Game này thì có trên PC thôi, trên mobile không có đâu. Mình sẽ vào nhé, mình sẽ bắt đầu cái chuyến hành trình phiêu lưu cùng với ngộ không của chúng ta. Nhân vật ngộ không thì rất là quen thuộc đối với tất cả anh em rồi, tuổi thơ của rất là nhiều người. Mình thì cũng rất là thích cái tựa game bộ phim Tây Du Ký. Rồi, chúng sẽ vào và chơi thôi. Ấy chà chà chà, đồ họa đẹp quá anh em nhờ. Đây là chúng ta đang ở trong vai Tề Thiên Đại Thánh đúng không? Bộ quần áo này đúng chính xác là Tề Thiên Đại Thánh luôn. Wow, đồ họa quá là đỉnh luôn đấy. Wow, kim cô bổng, thiết bảng. Và chúng ta sẽ đánh nhau với... Đây là những vị thần à? Oh my god. Game này chắc chắn là game của năm rồi anh em ạ. Game of the year rồi. Đây hình như là đang đại náo thiên cung thì phải. Kia toàn là các tướng trời. Ui, tôi cưỡi cân đổ vân anh em. Mẹ, đoạn phim đã đẹp thế này rồi á. Quả nhạc hùng hồn thế nhở. Trời, các vị thần tiên trên trời luôn. Một mình anh cân tất. Đấy rồi, thiên binh thiên tướng. Ai chà, chúng ta sẽ đối đầu với nhân vật nào đây? Hàng vạn thiên binh thiên tướng anh em ạ. Một mình anh chấp tất luôn đấy. My master. Safe. The scriptures sound. All I ever wanted. Phía sau có cái bình hồ lô à? Cái ông lớn lớn kia là ông tên là gì nhỉ? I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. Uầy, cái máy của mình nó nóng phết rồi anh em ạ. Chứng tỏ đồ họa nó rất là nặng luôn đấy. Không hề nhẹ một tí nào đâu. Uầy, gian rồi. Oh my god. Oh, đây là cái này anh em, Hạo Thiên Khuyển này với Nhị Lang Thần luôn. Hạo Thiên Khuyển, Nhị Lang Thần hình như là sẽ có 73 phép thần thông hơn Ngộ Không một phép. Có vẻ sẽ mạnh hơn Ngộ Không một chút ở trong cái nguyên tác ấy. Thắng cả Ngộ Không rồi mà. Đây là Hạo Thiên Khuyển à. Đây rồi. Nhân vật mạnh nhất thiên đình đã xuống rồi. Vãi. Tam nhãn thật anh em ạ. Có ba mắt kìa. Giữa trán là một cái mắt nữa. Phía sau có một thanh bảo kiếm à. Mặt giống như kiểu mấy game kiểu kiếm hiệp Trung Quốc. Thì game này đúng là của Trung Quốc mà. Game bom tấn 3A đầu tiên của Trung Quốc ấy. But if I lose, I shall certainly take revenge and they will level your mountain nonetheless. Trên thiên đình này chỉ có tam nhãn chiến thần mới có thể là đấu lại được với Tôn Ngộ Không thôi. Còn những vị thần tiên khác là không đủ tuổi anh em. How about you bend the knees, admit the wrongs,
and we can put this behind us. Đánh đi cu à, nói chuyện hơi nhiều nhá. All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Chúng ta có thể là bỏ qua cái đoạn là cutscene này không nhỉ? Nhưng mình muốn xem cái cốt truyện. Thật ra thì cái cốt truyện này chúng ta đều biết rồi. Phần này thì ở trong nguyên tắc có Ngộ Không đại náo thiên cung. Chuyến đi anh dài à. Đây rồi. Chuyến này anh em ơi. Wow. Quá kẻ địch này. Giống dòng sâu game à. Đấy là né anh em ạ. Từ từ tôi sẽ tắt cái tuyệt kỹ tắt rồi anh em. Né 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 ra. Ui. Đánh đã thật sự anh em ạ. Ai à. Ui. Sấm sét kìa. Ui my god. Ui. Ui. Mày mày. Skill. Nó cũng né được anh em. Nó bị ấy rồi. Giật điện nè. Wow, heavy attack. Một bổ vào đầu. Hay thật. Ui, cho hóa đá anh em ạ. Mày. Đỡ như nào nhỉ? Tôi chỉ biết là nhộn lộn nè. Đấy. Wow. Chúng ta sẽ bứt lông và tạo ra ảnh phân thân anh em ơi. Ai à, đánh mất có nửa máu thôi. Mà thằng bé đã chạy rồi. Wow, my god. Hay quá. The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality. For that word, all realms and beings have ruined themselves. Ấy chà chà. Nè. Tuổi gì đánh anh cưng. Choáng chị em ơi, choáng đi. Ok, chiêu 2 là chúng ra để phản đòn anh em ạ. Không cần thiết lắm. Đánh lực vãi. Đánh sướng cực luôn anh em ạ. Một bổ này. Ui chà. Tôi đang định phản đòn anh em. Đây nó vào cái đoạn phim cutscene rồi. None shall save you now. Dear brother, your edge needs honing. Good. I was in need of a back scratcher. Cái gì đấy? Ui kiếm à? Ngự kiếm à? Xui. Mẹ nó là mưa kiếm thôi anh em ạ. Sao còn sấm sét nữa chứ? Mẹ đánh kiểu gì đây? Nhưng mày quen đánh dòng sâu rồi cưng. Ui. What the hell. Wow. Mày. Nhiều kiếm à. Phân thân ra. Heavy attack. Một bổ. Bầy khỉ của ta. Loạn phết ra. Mình đánh kiểu số lượng anh em ạ. Nào đánh đi. Đánh đi. Phản đòn được cưng ơi. Choáng đi cưng. Choáng đi cưng ơi. Game này có vẻ không khó như dòng Soul Line anh em ạ. Game này mình thấy nó khá là giống với God of War ấy. Đánh khá sướng tay. Có biến hình không ta? Thằng này là vừa kiếm vừa thương.
Còn mình chỉ có gậy thôi. Gậy và gậy thôi. Wow. Đánh nhau rung chuyển đất trời. Mấy vị thần tiên này ngã gục hết. Một mình anh chấp tất. Nào vào đây. Một phân cân bốn luôn. Đấy là tứ đại hộ pháp kim cang phải không ta? Mình cũng không rõ lắm. Mẹ sao đéo có cái búa này. Búa khổng lồ luôn. What the hell? Wow, một bổ. Vỡ núi anh em ạ. Để mình hóa thiết bản của mình to ra anh em ạ. You call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you. Hay tôi có thể hóa khổng lồ được không? Hóa chim ạ, cái này có trong phim này. Còn hóa anh đại bàng. Chim đúng là đại bàng thật. Phép thần thông biến hóa thì không bằng thằng Dương Tiễn để được. Nhị đáng thần nó có hơn một phép. Nó hay hơn mà. Đấy. Có biến thành ngôi nhà không? What the hell? Tại sao tôi có cái vòng kim cô ấy? Vòng kim cô đáng lẽ là phải sư phụ gắn lên đầu mình chứ nhỉ? Chết rồi. Uầy. Xong xong xong. Anh Ngộ Không của tôi đã bị ăn một thương của Dương Tiễn rồi. Đây mình đang để đồ họa ở mức medium ấy. Không phải là mắc đâu. Mà đã đẹp thế này rồi. Đúng là mấy anh tàu khác. Ơ. Cốt truyện có vẻ hơi khác nhở. Giờ cái mình bị Phật Tổ Như Lai phong ấn dưới chân núi Ngũ Hành Sơn chứ. Tôi bị thằng Dương Tiễn nó phong ấn anh em ạ. Ảo thật đấy. Qua các mùa xuân hạ thu đông này, không biết là bao nhiêu năm rồi. Little did he know his choice to forgo the life above. Tôi bị một tảng đá khá là nhỏ đè lên thôi. Không phải là quả núi. Ơ? Là sao nhỉ? Bàn tay giống con khỉ ghê. Con khỉ già. Stood for countless days on the mountain. Since my youth, they said that his remains lie within it. Unbegotten. Có mấy con khỉ con kìa. Lắm khỉ thế. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet, no. Đây chắc là mình đây anh em. Tôi không bị phong ấn anh em ạ. I'm old now. Venture through all the lands I cannot. Yet among you there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. Game này đánh khá là đã tay. Đấy, bây giờ chúng ta mới vào game chính này. Kia là đoạn mở đầu thôi. À, cái này không thể bỏ qua được cái phần cutscene đâu. Rồi, Chapter 1, Black Cloud, Red Fire, Mây Đen và Lửa Đỏ.
cái phần loát chúng ta có hình cái ở vòng kim cô này, chữ Trung Quốc này là gì ta? Đây là bọn yêu quái này. Mấy con cáo à? Nó nhặt được cái quả gì đây? Perfect timing. This peach knew I needed a snack. Oh, quả này là do mình biến thành anh em ạ. Chiến ơi anh em. Ê, cưng ơi, làm sao mà có thể đánh được anh? Chúng ta sẽ khóa bọn này vào nhé. Wow, ở đây tôi có cái bình gì đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ ở đây. Giai thoại Giao Quai mới được ghi lại à? Tôi làm sao tôi ấn được cái phần à, đây là có đồ anh em ạ. Đây ngộ không của mình này. Nhìn hơi phèn nhờ. Chưa khó gọi là bộ giáp dùng gì cả. Áo thường thôi. Đây là cái cây gậy à? Gậy gì đây? Gậy xương à? Gậy gỗ anh em ạ. Đây người ta gọi là cây gậy gỗ liễu. Bộ áo của chúng ta thì bộ áo da hổ. Bộ áo da hổ à? Đây là phần đồ đạc của chúng ta này. Còn đây là phần hòm đồ. Chúng ta sẽ có một cái bình anh em ơi. Cái bình này là cái này giúp chúng ta là hồi máu rồi. Khi sử dụng ngay lập tức loại bỏ trạng thái cháy và tăng đáng kể kháng cháy trong thời gian ngắn. À cái này là đấy thôi anh em. Cái này là sẽ giải cháy anh em ạ, giải hiệu ứng cháy cho chúng ta thôi. Đấy. Còn đây là cái phần cốt truyện của chúng ta này. Đây đây, mình mới mở cái này. Còn bắt được cách chơi này. Đó. Sói à? Chúng ta hãy tìm mấy con sói anh em ạ. À không, đây là ấy rồi. Đây là thông tin quái vật. À, hay đấy, hay đấy. Đây là thông tin về các con quái vật thôi. Con sói cầm kiếm này. Ui, con này nhìn trông đẹp nhờ. Công nhận là đẹp. Thông tin hay thật. Sói kiếm anh em. Con này là sói kiếm. Ừ, rồi ok. Còn một con sói mặc áo choàng đang tuần tra với một thanh kiếm từ một viên ngọc được đính vào bao kiếm ấy. Lưỡi của nó thì sắc bén vô cùng này. Rồi, cái phần này là phần thông tin về quái vật thôi. Đây là phần setting này. À, không có gì nhá. Ok, nó khá là mượt đấy anh em ạ. Nó không tối ưu có vẻ khá là tốt anh em. Không biết là sau này thế nào nhưng mà hiện tại mình vào game thì nó tối ưu khá là tốt. Có nhảy cao được không? Cái này là chung. Ôi chết rồi, tôi dùng luôn cái bình chạy nhanh này. Đây đánh mạnh nhá. Oh my god. Chuột phải đánh mạnh, chuột trái là đánh nhẹ, light attack và heavy attack. Như nào? Chúng ta sẽ lên trên đỉnh núi đi. À, bên kia có một cái hòm này. Ok, chúng ta sẽ có cái gì đây? Tấn công bằng một đòn tấn công mạnh đấy. Chúng ta có thể giữ đòn tấn công anh em ạ. Và sẽ tốn stamina. Nó sẽ tích lũy được một cái lực khá là tốt đấy. Mình thử xem nhé. Tôi sẽ giữ thử nào. Đây nhá. Giữ này. Đấy. Wow, chết luôn à. Con này quá yếu luôn. Mở cái hòm gỗ ra. Ờ, chốt được một số cái này, linh hồn đá này. Một số cái mảnh gì đấy. Đây cái hướng đường đi đây. Ok, đây có một con này. Một, ui, con này cầm cái rìu anh em ạ. Khỏe hơn đấy.
Ủa hồ. Con nồi này. Đây. Đây là cái đường đi của chúng ta đây. Cái này để làm gì? Thổ địa à? Cái này như kiểu thổ địa anh em ạ. Thắp hương ạ. Hay nhỉ. Chúng ta sẽ thắp hương và hoa nó sẽ nở. Hoa đào. Đẹp nhỉ. Đợi đã nào. Thổ địa rồi anh em. Người canh giữ của ngọn núi này anh em ạ. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers before it was ruined by that fire. Dưới chân toàn đầu lâu. The temple was rebuilt. What good is it to rebuild a temple? Đang nói về cái ngôi đền anh em ạ. Good will of men has been burned to ashes. Con sói ở trong ngôi đền này à? Khiến những cái đàn chim bay tứ tung khắp mọi nơi luôn. Ông này sợ quá, ông này phải gọi là chui xuống đất. Chúc mình may mắn luôn đấy. Đây cho có cái gì đây? Có cái bùa hộ mệnh anh em ạ. Đây rồi, tôi có một cái món đồ ở trong cái phần hòm đồ. Đấy, bùa hộ mệnh đây. Một kiểu cái thẻ bài hay sao nhỉ? Độ hiếm là huyền thoại, bùa hộ mệnh. Sử dụng lá bùa này sẽ ngay lập tức giải phóng linh hồn khỏi cơ thể và dẫn nó trở lại đền thờ. Ok. Tôi sẽ sử dụng cái này xem nó có tác dụng gì, nó hơi khó hiểu tí nhỉ. Ok, mình sẽ ấn này để equip nhá. Tôi chưa biết sử dụng nó như thế nào. Đường nào đi ấy nhỉ? Tôi sẽ thắp hương một phát nhá. À, đây chúng ta có thể là nghỉ ngơi này. Cái này giống như kiểu cái lửa của Elden Ring anh em ạ. Có thể du hành đến những nơi khác này. Đây có cái quà tặng. Cái gì đây? À, tôi đã được tặng một cái đồ gì đấy anh em. Quả bầu đỏ tươi. Tôi được tặng một cái quả bầu đỏ tươi. Ok. Rồi, tính sau đi. Đây là đường lên đâu đâu nhỉ? Thằng này có cái. À, mình không khóa nó vào làm sao mà đánh được. Chúng ta sẽ được cái gọi là cái linh hồn gì đấy à. Forest. Đây là khu rừng của những loài sói trong này. Mày. Cái này nói chung khá là dễ anh em ạ. Đánh nó không bị stress như Elden Ring. Ai cũng chơi được. Một gậy thiết bảng vào đầu. Thật ra là cái đây không phải là thiết bảng. Đây là gậy gỗ thôi. Bao giờ tôi mới có thiết bảng đấy. Thằng kia đang. Một gậy này vào đầu. Một gậy vào đầu bé cưng ơi. Ui, tôi gặp một con gì ấy. Con gì đây? Đây con gì đây? À, tôi dùng cái what the hell. Cái này như kiểu thổ địa phù ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ ấy nhỉ. Tôi ấn nhầm rồi. À, cái này là trở về cái nơi mà mình ấy anh em ạ. Để nghỉ ngơi, có cái gì đâu. What, ấn nhầm rồi. Cái này là cái phù để ta giúp ta về chỗ để ta nghỉ ngơi thôi. Tưởng nó là cái gì cơ. Đừng ấn.
Làm sao để chuyển được nhỉ? Chuyển lại cái kia nhỉ? Nhớ mình ấn nhầm cái quy thì cũng khá là buồn cười. Ơ, bọn này nó reset lại rồi nè. Mày, đứng dậy cho tao. Kìa. Mình có thay stamina, mình chạy nó sẽ bị mất stamina anh em nhé. Nè. Mình càng giữ lâu thì nó sẽ càng mất nhiều stamina. Ô, có cái nấm linh chi này. Con kia nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Chúng đang ở level 2 nhá. Đấy, đánh càng nhiều. Có con gì kìa. Cái này không có đi rón rén nhỉ. Con khỉ à? Cái gì ấy? Con cóc à? Nhặt được một cái gì đó anh em ạ. Nhặt được một cái uẩn sắc à? Như kiểu là cái miếng ngọc nhỉ? Hay miếng đá nhỉ? Tôi không rõ lắm. Ôi, cái này có bản đồ không ta? Không có bản đồ luôn. Tôi không biết mình đang đi đâu luôn này. Đây, nhặt cái nấm linh chi đã. Ui, đông ấy. Đông ấy bạn. Hay à. Oh my god. Cái này có hồi máu nhỉ? Hồi máu ở đâu ta? Lên level chắc là hồi máu ấy. Chúng này hết đường đi rồi. Một cái hạt giống gì đấy à? Ha ha ha. Con này bé thế nhỉ? Nó rất là nhanh em nhá. Ui, nó nổ ạ. Có rất là nhiều loại yêu quái khác nhau. Nhưng cảm giác game này tối ưu tốt anh em. Chơi rất là ổn luôn. Hay có khi là cấu hình của máy tính của mình nó mạnh ấy. Kìa rồi. Có một con đây à? Ui, con đại, con chim ạ, con quạ này. Ui, nó dùng móng anh em ạ. Từ từ, tôi hết đấy rồi. Tôi hết thể lực rồi. Bình tĩnh. Một bổ. Ui. Oh my god, tôi lên level 3 rồi nè. Nâng cấp được không? Có rất là nhiều loại quái vật khác nhau anh ạ. Tôi gặp 6 con rồi. Con ếch ạ, đây con ếch ạ. Crow, con quạ. Ấy chà chà chà. Nhiều cái hay phết, nhưng mình lên level thì mình có được cái gì không? Chỉ số tự tăng à? Đây là bảng chỉ số máu này. Mana này, stamina, năng lượng này, attack, defense này. Nó nâng cấp kiểu gì nhỉ? Không rõ lắm. Để các nguyên liệu anh em ạ. Có thời gian tìm hiểu. Ma chơi à? Chúng ta sẽ nhận được cái Will 18. Chỗ này là hết đường à?
hết luôn cả thể lực luôn. À kia rồi, chúng ta tới cái ngôi chùa kia rồi. Khi mà cái thằng thổ địa nó bảo là trong ngôi chùa là có một cái con gì đấy, không phải con này đâu, chắc là con sói ở trong đoạn trailer ấy. Bùn gùa, con này nó canh giữ ạ, canh giữ cái chùa này. What? R. Ui my god. Wow. Hồi máu cá. À, cho dùng một phần của cái. Cho né đúng đúng lúc anh ạ. Đơn giản mà. Wow. À đây đoạn cutscene ạ. Bình tĩnh nào. Nó bị ấy rồi. Nó bị đơ rồi. Ông thổ địa ông ấy giúp mình em ạ. Sao ông ấy chìa cái đầu coi. Cái thằng bảo vệ vậy. Con này con tê giác đúng không? Bun, bun là con bò, con trâu, con bò gì đấy đúng không? Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, ông ấy chắc là dạy cho mình cái phép. Đấy, dạy cho mình cái phép đấy anh em ạ. Đúng rồi, đây là cái phép rồi. Đây là cái phép chói chân kẻ địch anh em ơi. Chói chân kẻ địch nhá. Chúng ta sẽ ấn phím 1 để có thể là chói chân kẻ địch được. Hôm này như kiểu là có cái rễ cây mọc từ mắt đấy nhở. Trông kinh vậy. Những cái người kiểu sợ sợ mấy kiểu cái lỗ lỗ hoặc là mấy cái rễ cây nhìn trông á gớm. Mình không thể bỏ qua được cái đoạn đường dẫn đấy. À ha, phát à. Thì hồi ạ. Ui, ui my god. Can chỉnh. Còn. Ui, bình tĩnh nào anh trai. Em hồi kia đã. Choáng cho em. Xong. Quá tuyệt vời. Ok. Chúng ta có thể tiến vào ngôi đền được không? Được rồi đấy. Anh đâu phải ở đâu phải ngôi đền đâu. Đây là cái gì đây? Có rất là nhiều thứ mới để chúng ta đánh em ơi. Tăng cấp để nhận được tia lửa và phép thuật anh em ạ. Tăng cấp à? Tăng cấp ở đâu? Chúng ta lên cấp này. Oh. Đây là toàn bộ kỹ năng nhá. Rồi thì chắc là chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tập này tại đây thôi. Rồi thì hy vọng anh em thích và mình sẽ làm tập kế tiếp sớm thôi. Xin chào và gặp lại. Bye bye.